Hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm 2024. Anh chị ơi, lại chuẩn bị một tháng nữa trôi qua rồi. Thời tiết Hà Nội mấy ngày hôm nay ấy, thì lại chuyển gió lạnh và bắt đầu không khí lạnh tràn về rồi. Vậy nên là gia đình mình, quý anh chị và các bác hãy sắm sửa cho gia đình một chiếc xe thật là đẹp và nhanh nhất có thể trước khi Tết đến để cho giá cả ở trên thị trường vẫn đang được ổn định này và vẫn đang rẻ anh chị nhá. Dạ vâng. Hôm nay em xin phép là lên sóng báo giá tất cả các mẫu xe đang có tại cửa hàng bên em chi tiết nhất và được một cái mức giá hợp lý nhất cho quý anh chị cùng xem ạ. Đầu tiên thì trước mặt quý anh chị, em đang có chiếc xe DMX C200 sản xuất 2015. Chiếc xe này có nước sơn là màu trắng và nội thất là nội thất kem, chạy chuẩn là 6 km. Nhưng mà em nghĩ là chiếc xe này hai đời chủ nên khả năng cây số đã được có phần tác động rồi. Thành ra là em xin phép báo với mức giá đó là 599 triệu ạ. Ngay bên cạnh đây thì đang là một chiếc xe đến từ thương hiệu Pháp, Peugeot 3008. Phiên bản này phiên bản AL, ngày đó cái thời điểm năm 2020 ấy, phiên bản này chỉ có một phiên bản thôi, là phiên bản AL và là cũng phiên bản cao cấp nhất, được trang bị cửa sổ trời các thứ hết rồi. Và chiếc xe này bên em mới lăn bánh chỉ có 27.000 km thôi. Xe này một chủ từ đầu. Thực ra chiếc xe này nhá, màu gốc của nó là màu cam đất nhưng mà đã được chủ cũ người ta dán đề can Grab sang cái màu gọi là màu rêu nhám. Em đang chào bán chiếc xe với mức giá đó là 699 triệu ạ. Tiếp tục sang bên này cũng là một chiếc xe đến từ thương hiệu Peugeot. Nhưng mà chiếc xe này thì sản xuất 2021, lăn bánh có 12.000 cây thôi, thì em đã nhận cọc từ khi hôm xe về rồi. Tiếp tục đây, lại là Peugeot tiếp. Peugeot 408, sản xuất 2023. Chiếc xe này thời điểm tháng 11 năm 2023 ra mắt ấy, lăn bánh ở Hà Nội đâu đó khoảng tầm 1 tỷ 450 triệu. Nhưng mà hôm nay em bán chỉ có 1 tỷ 189 triệu thôi. Peugeot 408 phiên bản GT Line sản xuất 2023, có nước sơn là màu trắng, phiên bản cao cấp nhất của Peugeot 408 rồi. Đây là một mẫu xe thể thao anh chị nhé. Rồi tiếp tục nào, anh chị nào mà thích Hyundai Accent, nói chung là trong cái phân khúc B ấy, Accent là một mẫu xe bán chạy này và một mẫu xe có doanh số cực kỳ tốt và cũng là một mẫu xe có cái form dáng thiết kế cực kỳ trẻ trung và option nhiều. Em đang chào bán chiếc xe Hyundai Accent sản xuất 2022, nước sơn là màu trắng này, một chủ đầu và lăn bánh mới chỉ có 17.000 cây thôi. Chiếc xe này bên em đang chào bán mức giá đó là 485 triệu ạ. Tiếp tục đây thì đang chính là chiếc Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe sản xuất 2016, có nước sơn là màu nâu đồng hay vàng đồng gì đó. Em đang chào bán chiếc xe với mức giá đó là 665 triệu. Xe này là Santa Fe full dầu anh chị nhá, full dầu cao cấp, sản xuất 2016 bản 2 cầu đó ạ. Chạy chuẩn là 138.000 cây, hồ sơ cầm tay luôn. Rồi, ngay bên cạnh của anh chị đây em đang có một chiếc xe Sedona bản máy xăng. Sedona 2018 màu trắng 3.3 GATH, trang bị 12 loa Infinity này. Ngày xưa máy xăng thời điểm đó lăn bánh còn đắt hơn cả máy dầu cơ, nhưng mà thị trường mà, thành ra là bây giờ máy xăng còn rẻ hơn cả máy dầu. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá đó là 668 triệu. Xe đã chạy được 11 vạn km rồi. Bên ngoài sân đây thì em có chiếc Vios G28, chiếc này em đã nhận cọc rồi ạ. À đây, em còn hai chiếc nữa ngoài sân mới về này. Trước mắt của anh chị đây đang chính là chiếc, đây là Mac E250 sản xuất 2017, có nước sơn là màu xanh đen. Chiếc xe này thì em đang chào bán mức giá đó là 979 triệu. Xe được trang bị là cốp điện và cửa hít hết rồi. Mazda 3 đây, anh chị nào thích Mazda 3 nhá. Nhà em đang có chiếc Mazda 3 độc quyền đi thị trường luôn. Em nói thật đoàn chiếc này độc quyền thị trường luôn. Nhà em đang có Mazda 3 1.5 Premium sản xuất 2024, chạy 7.000 cây. Quá mới luôn. Sản xuất 2024 bản Premium sẽ được trang bị cửa sổ trời, cảm biến trước sau. Rồi thì chủ cũ đã độ thêm cam 360 rồi. Ok, em đang chào bán chiếc xe với mức giá đó là 689 triệu ạ. Mấy anh chị cùng em vào trong nhà nhá. Trong nhà vẫn còn rất nhiều xe để giới thiệu cho quý anh chị đây. Bên em đang mua rất nhiều, cuối năm em mua rất nhiều. Vì thực sự là thời điểm sang đầu tháng tới nhá, là thuế trước bạ của xe mới giảm. À không phải giảm mà, hết giảm thuế trước bạ. Thành ra là xe mới giá cực kỳ cao nên xe cũng kéo lên theo. Mà lại còn giáp Tết nữa anh chị ạ, nên là nhà mình quyết định sớm nhá. Rồi, ở trong nhà đây thì em đang có chiếc Peugeot 2008 nhập Pháp, sản xuất 2015, có nước sơn là màu xám. Xe này hai đời chủ rồi, đồng hồ báo là 57.000 cây. Em đang chào bán chiếc xe với mức giá đó là 335 triệu. Ở cái thời điểm năm 2015 ấy, chiếc này nhập Pháp nhá, thành ra là lăn bánh ở Hà Nội đâu đó phải tầm ngót tỷ anh chị ạ. Dạ vâng. Ok ạ, mời camera ra góc này giúp em để báo tiếp những mẫu xe đang ở trong nhà nào. Ngay bên cạnh đây em đang có chiếc VinFast Lux SA sản xuất 2021 bản bay. Chủ cũ đã lên cho chiếc xe này là 4 quả bi laser này, rất sáng luôn này. Dàn phim cách nhiệt này, phanh đa răng này. Xe này chạy chuẩn là 65.000 cây và bảo dưỡng full trong hãng nhá. Những đối với dòng xe VinFast này anh chị phải mua những xe được có lịch sử bảo dưỡng đầy đủ như này thì về sau anh chị mới được bảo hành chính hãng 10 năm của VinFast.
Đó, thành ra em đang chào bán chiếc xe với mức giá đó là 720 triệu và giá vẫn còn thương lượng ạ. Ok, tiếp theo đây em đang có chiếc Range Rover Evoque sản xuất 2012, đây là bản Dynamic rồi. Bản này được trang bị tất cả các tính năng như là 10 túi khí này, 16 loa Meridian này, cửa sổ toàn cảnh panoramic này, nội thất kem các thứ này. Và Range Rover ngày đó ấy, thời điểm năm 2012 nhá, lăn bánh đâu đó phải tầm 4 tỷ. Em đang chào bán chiếc xe với mức giá bây giờ chỉ có 620 triệu thôi. Đó, xe chạy được 11 vạn rồi ạ. Bên cạnh đây em đang có chiếc Peugeot 3008 phiên bản Premium bản giữa. Em đang chào bán với mức giá đó là 799 triệu. Tại sao em lại bán rẻ thế? Vì chiếc xe này ấy, so với thị trường đang rẻ hơn 40 triệu nhá. Với một lý do duy nhất đó là chiếc xe chạy lăn bánh hơi nhiều, 9 vạn km. Nhưng mà đợi được chủ cũ bảo dưỡng full lịch sử chống hãng anh chị ạ. Dạ vâng. Anh chị nào quan tâm cái màu xanh ngọc này và Peugeot 3008 bản giữa thì liên hệ em sớm nhá. Ngay bên cạnh đây thì chiếc Mazda CX-5 Luxury Form mới này thì em đã bán rồi. Mercedes-Benz GLC 200 sản xuất 2020, chạy 7 vạn km, xe này một chủ đầu và hồ sơ cầm tay rồi, và xe tư nhân một chủ đầu anh chị nhá, chạy 7 vạn km, GLC 200 màu đen sản xuất 2020. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá đó là 1 tỷ 250 triệu. 5008 này, Peugeot 5008 phiên bản GT Line sản xuất 2022, chạy chuẩn 2 vạn km, full lịch sử bảo dưỡng hãng, biển gốc Hà Nội một chủ đầu. Em đang chào bán chiếc xe với mức giá đó là 945 triệu. Ở cái thời điểm năm 2022 ấy, lăn bánh được chiếc 508 phiên bản GT Line này cũng phải bỏ ra đâu đó khoảng tầm gần 1 tỷ 5, 1 tỷ 450 triệu mới mua được. Thì bây giờ mới chỉ có 945 triệu thôi, sau 2 năm mất giá gần 600 triệu anh chị ạ. À, em đang chào bán chỉ có 945 triệu thôi. Anh chị có thể đã mua được Peugeot 508 rồi. Morning này thì em bán rồi này. BMW này, BMW 523i sản xuất 2011, có lớp sơn là màu trắng này. Đây là bản nhập Đức, động cơ 2.5 máy xăng. Em đang chào bán chiếc xe với mức giá 455 triệu. Xe này cũng biển gốc Hà Nội và chạy chuẩn là 10 vạn mai anh chị nhé. Ở trong nhà em đang có một chiếc nữa là chiếc Peugeot 208 sản xuất 2013, nhập Pháp, giống chiếc xám vừa em giới thiệu ở đầu bên kia kìa. Thì chiếc xe này lăn bánh được 11 vạn km, chủ là nữ nên họ là đã đề can sang chiếc xe sang màu hồng rồi. Bản chất là gốc lại là màu xám. Em đang chào bán mức giá rẻ hơn chiếc kia, với mức giá chỉ có là 299 triệu thôi. Rồi em mời anh chị ra ngoài sân với em nào. Ở bên ngoài này thì em đang có chiếc, đây là chiếc Kia Carnival. Kia Carnival phiên bản này là phiên bản 2.2D Signature 7 ghế. Bản này cũng là bản cao nhất máy dầu của Carnival rồi. Em đang chào bán chiếc bản này với mức giá đó là 1 tỷ 268 triệu. Xe thì một chủ từ đầu, lăn bánh được 6 vạn km rồi. Và có nước sơn là màu vàng cát anh chị nhá. Anh chị có thích cái hợp mệnh màu này thì lên em Tuấn Anh sớm để em Tuấn Anh hỗ trợ mình nhá. Vâng. Ngoài ra nữa thì bên em đang về một mẫu xe đó là Kia Carnival phiên bản 8 ghế. Phiên bản Premium 8 ghế nhá, bản giữa đấy. Bản đấy là bản 8 ghế. Cần số núm xoay các thứ hết rồi. Và có lớp sơn là màu xanh, xanh xám. Em đang chào bán chiếc xe đó với mức giá là 1 tỷ 179 triệu. Xe đấy là xe sản xuất 2022, bản Premium 8 ghế anh chị nhá. Và còn một chiếc xe Carnival nữa là bản 3.5 máy xăng màu trắng, sản xuất 2022, cũng logo mới hết rồi. Đó, chiếc xe đó đang về cửa hàng bên em, thì xe về tới nơi em sẽ báo giá chi tiết cụ thể sau. Ngoài ra thì còn một chiếc xe nữa là chiếc Corolla Altis sản xuất 2016, có lớp sơn là màu trắng, chạy 8 vạn km. Em đang chào bán mức giá đó là 475 triệu. Vâng ạ. Những chiếc xe đó anh chị nào quan tâm thì liên hệ với em Tuấn Anh qua số hotline 0916 789 786 để em Tuấn Anh được phục vụ và hỗ trợ quý anh chị sớm nhất có thể ạ. Vâng ạ. Đây là video báo giá cuối tháng 11. Nên em xin phép là anh chị có nhu cầu nào quan tâm thì liên hệ với em Tuấn Anh sớm để em được hỗ trợ mình sớm nhất có thể và hỗ trợ mình với một mức giá ưu đãi nhất anh chị nhé. Dạ vâng, em xin phép chào quý anh chị ạ.